Thưa quý vị, thưa các bạn, bạo lực gia đình không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho phụ nữ, trẻ em, gia đình, toàn xã hội mà còn vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, huyện Quỳnh Phụ đang nỗ lực xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng và phát triển bền vững. Gần 30 năm làm vợ, làm mẹ, nếm trải bao nhọc nhằn do cuộc sống thiếu thốn vất vả. Nhiều lúc, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Người phụ nữ này vẫn nhẫn nhục, cam chịu, lấy sự trưởng thành của các con làm động lực để vượt qua tất cả. Điều kiện nó khó khăn thì là... đôi khi là vợ chồng nhiều lúc nó cũng... trong gia đình nó cũng... đánh nhau, chửi nhau thì đâm ra là có khi là nó cũng cảm thấy là nó cũng quá là cực khổ. Nhưng mà nghĩ thì thôi thì là chỉ vì con vì cái. Khó khăn như thế nào là đã sinh con đẻ cái, đã có gia đình thì là cũng mình cứ dựa về chồng con mà để nuôi các cháu ăn học. Đến nay, mọi khó khăn đã dần qua đi. Các con trưởng thành, thương bố mẹ vất vả, đã tích cực vượt khó, lao động, học tập. Và gia đình vừa vui mừng đón thêm thành viên mới. Còn với người phụ nữ này, tình nghĩa vợ chồng sau gần 30 năm gắn bó là động lực để bà vững vàng với vai trò trụ cột gia đình, chạy chữa thuốc men phục vụ chồng khi ông không may bị tai nạn lao động cách đây 3 năm. Không thể kể hết những khó khăn vất vả phải vượt qua khi có đến 6 tháng ròng ông phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, không tự phục vụ được bản thân. Một mình bà vừa lo xoay tiền thuốc men điều trị cho ông, vừa chăm ăn học và lo gia thất cho các con. Mà chồng đi xây anh là trụ cột trong gia đình, nhưng vì chồng tôi không may bị ngã ráo như thế thì nói chung là bao nhiêu của tiền dốc vào hết vào anh ấy. Thế rồi thì là tiền phân may mượn vừa cho các cháu học hành, vừa lo cho các cháu. Nên là tôi rất là khó khăn. Cho nên đến bây giờ như thế, vì nghĩ là cái lòng thương đến với người chồng. Thế tôi thì mình là thân phận là con gái, là người đàn bà rất là yếu ớt. Nhưng mà tôi cũng cố gắng vượt qua để cho vay mượn và làm chỗ nọ vật chỗ kia để cho lo cho chồng, cho con. Nhận thức rõ, gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình tốt thì xã hội càng tốt. Trong thời gian qua, xã An Quý nói riêng, các địa phương huyện Quỳnh Phụ nói chung đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát động sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Vì vậy, nhận thức của nhân dân về bạo lực gia đình đã được nâng lên. Tuy nhiên, do sức ép nâng cao chất lượng cuộc sống, do những ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, hạnh phúc ở một số gia đình vẫn chưa thực sự trọn vẹn. Năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, xã An Quý đã tiếp nhận hòa giải thành công 3 trên 4 vụ mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng. Thực tế này cho thấy cần nhiều hơn sự trợ giúp hiệu quả từ các cấp, các ngành. Theo chị em phụ nữ xã chúng tôi ý, thì người ta thường hiểu là chỉ có khi là bị chồng đánh thì đấy mới là bạo lực gia đình. Thế còn lại vấn đề mà như mà chúng tôi xác định rằng là cái vấn đề bạo lực gia đình là phải là vẫn cả về vấn đề bạo lực về tinh thần mới là quan trọng. Thế tuy nhiên thì chị em phụ nữ chúng tôi là ở địa phương chúng tôi là vẫn chưa xác định được cái vấn đề đó. Thế và chính vì thế thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã chỉ đạo cho các chi hội là làm tốt công tác tuyên truyền về cái luật phòng chống bạo lực gia đình tới mọi hội viên phụ nữ trong toàn xã. Thế và để giúp chị em lánh nạn khi mà có bạo lực gia đình xảy ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi đã xây dựng các địa chỉ tin cậy ở các chi hội. Thế và mỗi địa chỉ tin cậy ở chi hội là các đồng chí chi trưởng và tổ trưởng ở chi hội phụ nữ xã. Thế và năm 2013 và năm 2014 thì các địa chỉ tin cậy đã làm rất là tốt. Thế và một số chị em bị bạo lực gia đình thì đã đến để chị em phụ nữ chúng tôi là tư vấn, thế và cũng đã có những biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ chị em phụ nữ khi bị bạo lực gia đình. Phát huy những kết quả đạt được, sáng ngày 25 tháng 6 năm 2014, tại xã An Quý, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ ra mắt điểm địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.
nơi tư vấn, chia sẻ và giúp đỡ những nạn nhân bị bạo lực gia đình. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm nay. Việc thành lập các cái địa chỉ tin cậy tại cộng đồng là một trong những cái giải pháp mang đậm tính nhân văn, nhằm cái mục đích là chung tay góp sức để phòng chống về cái bạo lực gia đình. Đây là những địa chỉ tin cậy và là cái cơ sở trực tiếp hỗ trợ cho các cái nạn nhân, nhằm hạn chế những cái rủi ro về mặt sức khỏe, về tính mạng và hạn chế cao nhất về cái hậu quả do cái bạo lực gia đình gây ra. Gia đình là tế bào của xã hội. Sự cảm thông chia sẻ của mỗi thành viên, sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành là liều thuốc quý để các tế bào đó thực sự khỏe mạnh, góp phần vào sự phồn vinh của xã hội.